Xin chào các bạn đã trở lại với kênh xe đẩy hàng Sumika. Hôm nay Sumika giới thiệu mẫu xe đẩy hàng model T300 với tải trọng 300 kg. Xe được thiết kế với tay đẩy có thể gấp gọn. Khóa xe được làm bằng lò xo giúp cho việc gấp gọn trở nên dễ dàng hơn. Bên cạnh đó được gắn thương hiệu Sumika. Sàn xe được làm bằng thép, sơn một lớp sơn màu đen chống rỉ. Viền xe được bọc một lớp nhựa màu vàng, vừa tăng tính thẩm mỹ, vừa chống va đập khi xe di chuyển. Bên cạnh đó, sàn xe có một lớp rãnh để cho mình tăng độ ma sát khi chở hàng hóa. Tải trọng của xe là 300 kg. Sau đây sẽ gấp gọn, thao tác gấp gọn cái xe. Xe được thiết kế với 4 bánh xe có đường kính 12 mm. Bánh xe lớn giúp cho việc di chuyển nhẹ nhàng, dễ dàng. Với thiết kế hai bánh đằng trước cố định và hai bánh đằng sau có thể xoay 360 độ, giúp cho việc điều hướng di chuyển của xe được linh hoạt trên mọi địa hình. Xe đẩy hàng Sumika T300 có giá khuyến mãi 1.390.000, miễn phí vận chuyển toàn quốc. Với công dụng để chở hàng hóa, chở vật dụng và đẩy hàng, sử dụng trong gia đình, nhà kho, nhà xưởng, giúp cho việc mang vác hàng hóa, chở hàng nhẹ nhàng hơn, giúp cho cuộc sống được thuận tiện và nhẹ nhàng. Các việc nặng sẽ không còn phải quá nặng nhọc nếu các bạn sở hữu xe đẩy hàng Sumika. Hãy nhanh tay đặt cho mình một chiếc xe đẩy hàng Sumika T300 có giá khuyến mãi 1.390.000 để giúp cho công việc chở hàng, đẩy hàng trong gia đình, trong nhà hàng, khách sạn hoặc nhà kho được trở lên dễ dàng hơn. Xe được bảo hành 12 tháng. Các bạn hãy nhanh tay đặt hàng hoặc comment cho công ty để công ty có thể chăm sóc các bạn một cách tốt nhất. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại trong những video gần nhất.